Sam Baby Ia Maxe, đội bạn có một loại quân có cung à, có một loại quân y tuyển và không bánh xe, đấy là Maxe. Bên mình thì người cầm Summer là game thủ Cam Quyết. Summer. Vâng, Babylon của game thủ He He. Tiền bản thầu là người cầm Maxe và cuối cùng là game thủ BB là người cầm chém tuyển Ia Mato. Đây là màn hình máy của game thủ He He, chúng ta đang có được một bài mà có hươu có voi. Vâng, bãi quả là tìm thấy có vẻ như là hơi muộn. Và quan trọng rằng không chậm dần, ok, không chậm dần. Nửa dần thôi không sao cả, bảy hươu 4 này. Mới thấy có ba con thôi, bên một con nó trốn đâu rồi. Đây, sau cây gỗ, sau cây gỗ. Quýt báo về là bài đẹp. Quýt bài này đã có hươu, có đôi voi, Sumerian khả năng đánh chém cao. Cố gắng để cho Babylon đánh cung. Vì nếu muốn đánh cung thì Babylon sẽ đánh cung. Vì Babylon là một loại quân có cung A. Và Max sẽ... ơi, Summer đúng hệ dân Summer không sao cả. À mày con sư tử kia nó ngứa răng. Bây giờ thì quyết chó điên gặp ngay sư tử điên. Hai voi, bãi vàng thấy rồi. Cắm cờ tiếp, khi con nông dân này cũng không phải là dân khỏe mạnh hết. C này mà 3-0 thì kỹ thuật viên Thành Long xin phép cởi chuồng chạy quanh cầu giấy anh em nhé. Và chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ He He. Khi He bên này đã báo về là bài đang bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc dần. Bảy hươu 4, hai voi. Như vậy là thêm một đồ nữa thôi, đồ to to một tí nữa là có thể ok. Vâng, dân baby của game thủ He He đang câu voi. Rồi, con voi đầu tiên đã về vào nhà chính rồi. Vâng, cái chấm này mà tự nhiên làm thêm một hai con voi nữa này. Thì móc của móc này. Không được. Bàn hình máy game thủ Cam Quýt đã bị yêu về với chiếc vest của mình. Ăn chanh với màu năm mà. Hơ hơ báo về là như vậy. Màu năm là cái tiểu bản thầu là cái Maxe. Hai chém khả năng hai chém cao. Màn hình máy game thủ Cam Quýt. Cam Quýt báo về bài yếu. Chẳng tôi phán đoán là 3-1. Chúng ta sẽ có trận đấu thứ tư, tôi nghĩ là vậy. Trước khi trận đấu này diễn ra tôi đoán là vậy rồi. 3-0, 3-1, 3-1. Ép mắc bình luôn. Ép chay bầy hươu này. Vâng, em rất là cảm ơn anh Cao Cường vừa gửi tặng 35 sao cho game thủ Cam Quýt. Mark 26 dân. Oh my.
Vâng, Babylon của từ kích trang 11 bài này. Vâng, đóng hết ăn hai con sư tử luôn. À không, có cả hươu ở đây nữa. Ok. Hai hươu này đâu ra anh nhở? Con sư tử nó lùa về đây à? Cũng không phải, chắc là ông bi ông đá xuống đây thôi. À ông thầu ông đá xuống đây, máu năm mà. Xem thầu nó ăn vàng đâu, công cái A để ông thơm luôn đấy nhá. Vâng, ra ruộng bò nhà luôn. Vâng, màu 5 cũng đánh chém. Màu 5 cũng đánh chém. 26 dân đánh chém từ Maxe. Vâng, em chào anh Hải Viết Việt nha. Cam quýt bên này đang bị xiên vào bãi vàng. Ô, xa thế mà vẫn chọc được kìa. Hay lắm. E và E thì siêu chát rồi. Cái E kia là E của họ đấy. Chọc đi quý trời. Vâng, đâm mi luôn vào nhà bác C. Nâng luôn giáp không? Cái lượng thực đang đủ. Bãi gỗ bị công. Bây giờ thì Max cũng đã có y. Mày quá, thằng màu ban không để ý, thằng bi trong tình huống vừa rồi nó không để ý anh em ạ. Không ấy thì tên đấy thì tím bãi gỗ. Vâng, bi đang rất hổ báo khi vác dân đập lạc đà không có giáp của game thủ he he. Bi thì he thềm đầu là hơi yếu so với tiểu bàn thầu. Vẫn chưa ôm được, tam la 23 thôi. Cam quy tam la 29 nâng bánh xe. Tiếp tục tăng L tiếp theo dành cho Cam Quyết. Màn hình máy game thủ he. Tiếp tục làm cái y mới khi y kia đang bị phá. Vâng, như vậy là ăn hoang bãi quả. Vâng, bây giờ thì game thủ Cam Quýt đang muốn thủ chất lực cho game thủ he he để he có thể đẩy đều lên. Bây giờ bị dummy nữa rồi, khó thủ lắm. Có nhường không? Quýt xóa lên tí gỗ để sửa nhà nào Quýt ơi. Tím luôn rồi. Cháu nghe chú ơi. Alo.